mấy cái gì hả? Một. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín cái. Cái này là của ai cho chị ha? Ai gửi tặng? Mộng Tuyền, chị Mộng Tuyền. Ở đây mình là ấp cây gõ. Thôi cảm ơn chị nhiều nghe. Hai mặt yêu thương để tặng quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Rồi cảm ơn rất nhiều. Chị có gửi lời chúc gì đến các em không? Mình có gửi lời chúc gì đến các em không? Cặp ngày hôm nay sẽ được tặng cho các em. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị kinh doanh phát đạt. Mời mình đi chị nha. Ấm lòng ha. Rồi, con đi học chưa? Dạ con đi học rồi. Con tên gì nè? Con học trường. Con học trường nào? Sở Rồi học giỏi không? Học giỏi. Rồi chúc mừng nha. Dạ. Rồi con học giỏi nha. Trường 2 lời mẹ nói rất là tuyệt vời. Con có gửi lời chúc gì đến các bạn không? Dạ, con chúc cho các bạn học giỏi. Rồi gì nữa? Dạ, hết rồi, phải nghe lời bố mẹ nữa đúng không? Rồi cảm ơn con nha. Dạ. Rồi vô bà con ơi, vô bà con ơi. Mọi người đi xa không, đi đến đây xa không? Xa. Xa hả? Mình vô đây đi. Rồi anh cầm giùm em vô luôn. Đây. Vô đi con trai. Rồi chào các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, các dì, các em nhỏ. Mọi người ở cách xa trụ sở này xa không? Mình đi dọ là bao lâu tới chị? Ô, 20.000 xe. Đi về luôn hả? Đi xe ôm xuống hả? Trời ơi, có xe ôm không? Dạ, rồi chị là ở ấp nào? Ấp Phát Đạt luôn đúng không? Là cách đây mấy cây số? Ngay Nghĩa Trang. Ngay Nghĩa Trang luôn em. Em biết Nghĩa Trang đây, em thích liền luôn. Rồi con trai, con học lớp mấy rồi? Con trai con học lớp mấy rồi? Học lớp 1 hả? Học lớp 1 màu to vậy rồi vô có ăn hiếp bạn không trời? Hả? Dạ, rồi con trai con học lớp mấy rồi? Lớp 6 rồi hả? Rồi lớp một đâu ba tức là có ba bạn lớp một đâu, con ra đây con trai, con trai qua đây, con trai lên đây. Rồi lớp một cô gái này cái bọc nó hơi xấu nha, nhưng mà cặp thì rất là đẹp nghe. Con gái yêu dấu bây giờ có hai cái cặp này. Con Bảo Duy phải không? Năm nay con mấy tuổi? Ba tuổi mình đi học lớp một hả? Rồi sao cũng được hết. Bây giờ có hai cái cặp này, con thích cái cặp nào? Học mẫu giáo đúng không? Mẫu giáo càng tốt. Đây. Con thích cặp nào? Cho con lựa. Lựa cái nào? Nhìn cho kỹ. Nhìn cho kỹ. Thích cặp này đúng không? Rồi tặng cho con nha. Chưa, từ từ. Mình sẽ cảm ơn. Cô Ni ơi, bây giờ là cô Ni ơi, không có cảm ơn chú. Cô Ni cái cặp này cảm ơn ai? Cái cặp này ai cho? Ai tặng nè? Rồi con cảm ơn cô Thanh Tuyền. Rồi, giỏi quá. Nhưng mà cô đi với đại diện cho.
con nhớ học tập giỏi nghe. Nhớ nghe lời bố mẹ ông bà nghe chưa? Rồi ok, rồi chúc mừng con. Rồi về được rồi anh. Con trai tên gì và mình ở đâu? Rồi nhân con ở đâu? Ấp Phát Đạt. Rồi đi học có vui không? Vui không? Hôm nay có cặp mới có vui không? Vui. Rồi bây giờ cho con chọn trước. Đây là hai cái cặp có hình siêu nhân dành tặng cho con. Con sẽ chọn một trong hai cái này. Con lựa chọn đi. Cái nào? Rồi. Rồi sao nữa? Rồi mình sẽ nói lời cảm ơn đúng không? Dạ. Rồi. Cố gắng học giỏi nha. Rồi tiếp theo con trai con tên gì? Con tên Hoa Đình Trinh. Rồi con học lớp mấy? Lớp 1. Nó nghe này nhiêu ký rồi? Con không biết nữa hả? Ăn có nhiều không? Ăn có nhiều không? Rồi, bây giờ con lựa chọn đi. Đây là những cái cặp con sẽ lựa chọn. Cho con lựa chọn đó. Thích cái nào thì lấy cái đó. Cái này. Rồi, ok. Cái này phải không? Rồi, tặng cho con nghe. Cái nào con ba lấy luôn hả? Bự luôn con. Cái này là bự đó. Nhưng mà em bự nên cho em cặp bự đi không sao hết nha. Bây giờ cái cặp này là cái cặp lớn đó, con phải cố gắng sử dụng cho nó bền nghén để hồi năm sau là không có cặp xài nữa đâu đó, nhớ chưa? Rồi ok, cảm ơn con. Rồi con trai con tên gì? Tên Chậm. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Con học lớp mấy? Lớp 1. Rồi có mua cặp sách chưa? Chưa đúng không? Rồi hôm nay được nhận cặp được có vui không? Nếu có vui thì mình phải cố gắng học nghe. Rồi, bây giờ con chọn đi. Đây là những cái cặp sẽ dành tặng cho con chọn cái nào? Cái này nó bự lắm con, không mang nổi đâu, con phải chọn cái nhỏ nhỏ thôi. Đây, cái này với cái này, đấy. Cái này là của con gái. Rồi, màu này nghe. Rồi, chưa? Từ từ, con tên gì? Con học lớp mấy rồi? Con học trường nào? Trường Đình Đình, trường gì chị? À, cái điểm Đình, nhưng mà cái trường đó tên gì? Trường trung học, trường tiểu học. À, trường tiểu học Văn Khánh, nhưng mà điểm ở... À, rồi, ok. Năm lớp 2 con học, con được hạng mấy? Được học là khá hả? Năm nay cố gắng học là giỏi nha. Được không? Được không? Bây giờ năm nay học lớp 3 thì mục tiêu mình là học sinh gì? Suy nghĩ. Bây giờ chú chốt cho con luôn học sinh giỏi. Được không? Muốn học sinh giỏi thì phải sao? Phải học tập tốt nghe. Nghe lời mẹ nghe. Ok. Rồi đây là những chiếc cặp sẽ được gửi tặng cho con chọn đi. Có rất là nhiều cặp luôn, bây giờ con lựa chọn đi, nhìn cho kỹ nha. Rồi ok, con mèo phải không? Đây gửi tặng cho con. Con cảm ơn cô Tuyền. Cô Tuyền, cặp này là cô Tuyền gửi tặng cho con. Con cảm ơn cô Tuyền. Chú nói nghe nè, nhà cô Tuyền bán tạp hóa gần đây nè. Nha, mai mốt có ăn gì qua đó mua. Ok, rồi cảm ơn con. Bye bye con. Rồi ok, rồi mình đi tiếp theo. Con trai tên gì? Dạ con tên Trần Quốc. Rồi con học lớp mấy? Dạ, lớp 3. Học lớp 3, con học trường nào? Dạ, trường Vân Khánh Tây, Vân Tấn. Rồi ok, giỏi. Rồi, mình cặp bà. Con sẽ chọn nha. Con lấy cái cặp này đi, tại vì cái cặp này nó lớn nè. Nha. Đây, màu xanh với màu đỏ con lấy cái nào? Màu xanh đúng không? Rồi. Cảm ơn cô Tuyền. Cảm ơn, không, cái này không phải cảm ơn cô Tuyền, cái này là của cô Trúc. Cô Trúc thứ 11. Cảm ơn cô Trúc. Rồi, năm nay học giỏi nha. Cố gắng nha. Ok, yeah. Rồi, ok, cảm ơn con. Tiếp theo. Con tên gì? Con tên là Trọng phải không? Năm nay con bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp 2. Lớp 2, rồi ok, bây giờ con chọn đi. Hai cái này con chọn cái nào? Rồi ok. Đây, gửi tặng con nha. Mình cảm ơn cô Trúc nha. Rồi ok, cảm ơn con. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo con ơi. Rồi, con tên gì? Rồi, con học lớp mấy? Con học lớp 5. Lớp 5 luôn hả? Con học trường nào? Rồi, năm lớp 4 học được hạng mấy? Dạ con được hạng gì? Giỏi, xuất sắc nha, năm nay hạng nhất nha con. Rồi, ok. Hay quá. Mình còn cặp nam nữa không chị? Con gái con giới thiệu mình đi. Dạ con tên Lâm Thị Thiên Anh. Rồi, học trường nào? Trường nào? Dạ trường tiểu học Văn Khánh. Văn Khánh đúng không? Năm vừa rồi học giỏi hay là học khá hay là học trung bình? Trung bình. Trung bình thì năm nay, mục tiêu năm nay là học trung khá nha.
cố gắng được không? Suy nghĩ coi mình có cố gắng được học sinh khá không? Phải cố gắng chứ, con phải biết phải cố gắng chứ. Bây giờ tặng cái cặp tinh thần nghe. Rồi mỗi lần nhìn cái cặp này là nhớ mặt chú nghe. Nhớ mặt ông này là thấy phải học khá không, quên năm sau ông không tặng nữa đó. Nghe. Ôi trời ơi, hay quá. Thì nhớ cả hai luôn được không? Được không? Phải nhớ chú đi, năm sau chú tặng tiếp. Nghe. Rồi, ok, con chọn cái nào? Cái này, rồi tặng cho con. Rồi, cái này là của cô Trúc nha. Cô Tuyền xong rồi, của cô Trúc. Rồi, cảm ơn cô Trúc. Rồi, bye bye con. Rồi, tiếp theo con trai. Có tên gì? Rồi, con học trường nào? Rồi, năm vừa rồi học như thế nào? Học trung bình, năm nay học khá nha. Hứa chắc nha. Rồi, ok. Rồi, một cái cặp cho con. Đây. Bây giờ không còn để lượng nữa rồi đó. Rồi, con chọn đi, con chọn đại đi, chú đi, con bỏ tay rồi. Rồi. Cảm ơn cô Trúc. Rốt rồi, cảm ơn con nhiều nha, cố gắng con nha. Nha, nói lớn lên nha. Ok, rồi, bye bye con. Đây, cái này lớn hơn nè, lớp, con lớp 5 phải không? Cái này lớn hơn nè, này lớn hơn. Bung ra nó lớn lắm luôn á. Rồi, bye bye con. Rồi, tiếp theo. Con tên gì? Con học trường nào? Rồi, năm ngoái học sao đây? Trung bình nữa hả? Trung bình nhiều không có vui. Con gái học khá nghe. Con học giỏi nhất môn gì? Hả? Học tiếng Việt phải không? Nói Việt mà lớn lên. Tiếng Việt phải nói lớn, rõ chữ, sau này làm phát thanh viên. Mai mốt là cả làng, cả xóm nghe giọng con trên truyền thanh. Ok không? Rồi, tặng cho con. Cảm ơn cô Trúc. Rồi, ok, bye bye con. Rồi, tiếp theo, anh này học lớp 6 đúng không? À, lớp 6, cái đó lớp mấy? Lớp 3, đưa đây, chị nhường lại cho lớp 6 đi, nha. Rồi. Rồi, Tuấn Anh học à? Lý Tuấn Anh hả? Giống tên diễn viên điện ảnh quá à? Học lớp mấy? Dạ, con học lớp 6. Trường nào? Trường trung học cơ sở Văn Khánh phải không? Văn Khánh hay Văn Khánh Tây anh á? Văn Khánh Tây. Chú dặn con nè, mình phải nhớ trường mình học nghe. Rồi, năm vừa rồi học được học sinh gì? Học khá. Năm nay cố gắng học sinh khá hoặc học sinh giỏi nghe. Rồi, ok, chúc mừng con. Rồi. Bây giờ đi về sáng không cô? Sáng chắc cho cặp nhỏ xíu mà. Lớp 6 mà cặp nhỏ trời. Đâu cái cặp nó nhỏ cỡ nào để em coi xem có cặp lớn không em đổi cho. Nghe, vui vẻ nghe, tại vì cái cặp hiện tại bây giờ tụi con có là cặp đó lớn nhất rồi đó cô ơi. Nghe, vui vẻ nghe. Dạ. Dạ. Cố gắng học giỏi nha con trai. Rồi. Cái này là ở ngay chợ thứ 11 đó chị. Dạ không, cái này là chị Ni là nhà vận động của trang biệt thứ 11. Học lớp lá hả? Con quay lại đi, có đó. Chị Ni ơi, đem cho em một cái cặp nhỏ dành cho mầm non với. Cô quay vô đi. Này là cho em của con phải không? Rồi, cái cặp kia nó hơi nhỏ nhưng con cố gắng nghe. Nha, tại vì lần này chú chỉ có cái cặp đó thôi là lớn nhất rồi. Rồi cố gắng học giỏi nha. Rồi. Trời ơi, tôi giận ghê luôn gì á. Trời ơi, giận ghê luôn gì đó. Giận quá trời giận luôn, người gì mà thật thà dễ sợ cho cái cặp chê nhỏ luôn. Dạ, nhưng mà cố gắng giùm con nha, tại tụi con có cặp đó thôi à. Dạ. Tức là mai mốt cho mới gặp tiếp hả? Trời ơi, kỳ vậy. Rồi, bye bye nghe.
cho kỹ nha. Cứ nhìn cho kỹ vô, nhìn cho kỹ vô. Cái này con tên gì? Con học lớp mấy rồi? Cái này con học trường nào? Rồi, năm vừa rồi học sinh gì? Năm vừa rồi học được loại gì? Học sinh khá, học sinh giỏi, học sinh trung bình? Học sinh khá, năm nay cố gắng học sinh khá được nha. Được thì hãy học sinh giỏi luôn nha. Rồi, bây giờ nhìn kỹ đi, được lựa chọn, nhìn kỹ đi. Thích cái nào thì lấy cái đó. Còn nhóc bây giờ nó tha hồ lựa. Thích công chúa rồi. Rồi, chúc mừng con nha. Rồi. Con có tập chưa? Con có tập đi, mua tập cho chị. Chưa hả? Bây giờ sắp tới là chị Ni mình có tập thì dành riêng cho em nha. Chị để số điện thoại liên lạc với anh ở bên up nha. Rồi tụi em khi mà tụi em có tập thì tụi em sẽ liên lạc để em gửi tặng thêm nha. Rồi, chúc mừng con nha. Bye bye. Dạ. Ủa mà chị Nam nói không nói nghe chị sợ thì sao? Dạ bên kia chứ đem cặp lại trao cho nó nè, đem cặp lại tặng vậy gia đình đại diện ra nhận đi chị, vô cho đi chị. Để mặt sao dữ vậy? Dở đủ một té đi. Trời ơi, xinh dữ hả? Năm bữa rồi đó, đỡ rồi đó. Rồi gửi cho em nói nha chú. Để có nó ở nhà cho nó nói chuyện nghe. Không có nó nhà ông ngoại nó nói thế vô. Thôi được rồi. Rồi chú nha. Rồi. Rồi, sức khỏe nha chú nha. Rồi.